Vâng, thưa các bác và anh em, sau một hành trình di chuyển thì hiện tại đang là 11 giờ 11 phút, chúng em đã có mặt ở dưới Trương Mỹ. Nhà anh Vệ hiện tại thì với không gian ở đây rất là thoáng mát. Buổi trưa ngày hôm nay thì Zika chúng em sẽ bàn giao bộ dàn C12 cho anh Vệ. Chào anh chị. Có hai số điện thoại mà. Em gọi cái số đuôi 55 đây, số này. Tên là Huân phải không? Trẻ trẻ, cũng tầm tuổi như em. Đấy, anh vừa đón em ở đây này. Dạ. 89 thì bằng tuổi cháu á. Ê, nhà anh á. Đây, 89 bằng tuổi cháu. 89 bằng tuổi cháu ạ. Tuổi rắn đấy. Vâng. Anh cháu tuổi 88 tuổi rồi. Thôi anh ơi, cho đồ vào đi, lắp cho nó nhanh xong để mình còn giúp về. Anh ấy vào lắp trước. Cứ bê vào lắp. Đây là không gian phòng khách nhà anh Vệ đây. Trên đơn hàng thì tên anh Vệ, nhưng mà số đây thì người nhà anh Vệ thì gọi là anh tên là Huân. Đôi số 55. Đây không gian phòng khách, đây nhà mới chuyển về đây. Ở đây là thoáng bác nhỉ. Đây thoáng mát lắm. Trước mặt là ao rộng này, gió mát. Okay. Rồi, bộ dàn của anh thôi gọi anh Huân đi. Chúng ta ngày hôm nay sẽ có cặp loa C12 đẩy X7 và X0J321 sẽ di chuyển, tức là sản phẩm bảo. Thôi, mình đi việc nhẹ nhàng để em cầm. Nắng quá. Đây, nhà anh Vệ đúng buổi trưa lại có cỗ đây. Mitsubishi đây chẳng có chuyện gì. Có hộp chiếc C12. C12 là dòng lọc phương bác 30 và anh em Chicago chúng em quá nhiều đường. Có nhiều cái chương trình chúng em đi setup lắp đặt cho gia đình. Vâng. Rồi, Zika chúng em đang thi công để lắp đặt bộ dàn C12. Ở đây là anh trai đã sử dụng bộ dàn VA12 của Zika chúng em. Hát bài hát hôm nay anh hát bài gì anh nhỉ? Cho đây là một zoom anh. Nhưng hôm nay anh phải hát. Dạ, em đây. Gọi em à? Cho đây là nó có dung không? Không, dung gì? Dung sao được? Nó không dung đâu, em đi lắp rồi, anh yên tâm. Như này là hợp lý nhất. Cơn mưa vội vàng trông qua. Sẽ quên anh
yêu em thật nhiều, mà ân tình đó trả lại bao nhiêu. Đời em là cả ước muốn tương lai, còn tôi giờ chỉ tay trắng đôi tay, làm sao chung đường chung bước. Đừng nhắc tên tôi làm gì, đời người không biết hay tìm quên đi. Từ khi em nỡ cất bước ra đi, lòng tôi đau xót giây phút vẫn đi. Ước mơ còn ngược mơ ngoài trời đổ mưa như mưa trong lòng, mưa rơi ướt trong tâm hồn, tình yêu chắp cánh bay đi mang về trả lại chẳng sao. Quen nhau đừng để cho nhau buồn lòng, tình yêu như chiếc lá rụng bên sông. Hỏi em có biết hay không, mà sao em để tôi nhớ tôi mong. Cách chia nào chẳng đau lòng. Như là hát karaoke tiếng nhạc xong thì Mr. Duy đang hướng dẫn chủ đầu tư của chúng ta ngày hôm nay vận hành bộ dàn máy làm sao nó được chuyên nghiệp, nó được hiệu quả nhất và nó phù hợp nhất với không gian của nhà anh ở đây. Vâng, em lại nói lại về bộ dàn ngày hôm nay anh em Zika cùng em setup. Cũng có một cặp loa full C12 để đến vang X7 Pro DC, mức không dây VK321 và một loa siêu trầm S1200 bát 30 và bộ dàn âm thanh này nó rất phù hợp với những cái diện tích từ 20-60 m². Các bác và anh em yêu mến những cái thiết kế nhỏ gọn, tinh tế, chất âm, uy lực hát karaoke ngọt ngào thì các bác hãy tham khảo bộ dàn máy ngày hôm nay. Nhờ anh em Zika Audio chúng em setup. Cảm ơn anh chị. Chúc anh chị nhiều sức khỏe nhá. Rồi, chào anh nhá. Vâng ạ.